Kính chào quý vị khán giả. Bài hôm nay chúng tôi viết về tự do tôn giáo ở Âu Mỹ và ở Việt Nam khác biệt như thế nào, so sánh cái quan niệm tự do tôn giáo ở hai đầu trái đất. Và chúng tôi lên tiếng phản đối cái phán quyết của cơ quan báo quan sát tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ về Việt Nam, gọi là cái cơ quan USCIRF. Trong khi Kitô giáo ở khắp nơi bên Âu Mỹ bị tẩy chay hoặc là lạnh lùng rời bỏ, thì ở Việt Nam giáo dân ngày càng cuồng nhiệt, đã theo lệnh của một số linh mục gây mâu thuẫn, chống đối, phá hoại, mất an ninh cho xã hội. Điều nghịch lý là các giới chức ở Mỹ lại cho người quan sát theo dõi tự do tôn giáo ở Việt Nam, trong khi họ bất lực trước các sự chống đối của những dân tộc khác như tường thuật không đầy đủ ở dưới đây. Mới đây, ngày 2 tháng 12, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt Special Watch List vì những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo. Ủy ban này cho rằng vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam đang diễn ra một cách mang tính hệ thống và nghiêm trọng. Đó là cái bài báo đăng trên bbc.com. Nhưng mà thật ra chúng tôi vào cái trang nhà của USCIRF á, thì nó vẫn còn sắp Việt Nam ở trong những cái nhóm nước cần được quan tâm về tôn giáo mà thôi. Tức là CPC, tức là cái nhóm ở trên này, như là trong cái hình đây quý vị nhìn thấy đây. Thì đây là Việt Nam. Nó nằm trong cái nhóm gọi là được đặc biệt được quan tâm. Còn ở nhóm ở dưới này á, là Special Watch List, là đặc biệt theo dõi, là nó gọi là tình trạng nó nghiêm trọng hơn. Đó là chúng tôi nhìn thấy nó như vậy. Thì chúng tôi kịch liệt lên án cái sự đánh giá thiếu vô tư, không có căn bản tiêu chuẩn công bằng nào về tự do tôn giáo ở Việt Nam của đại diện nước Mỹ hay bất kỳ nước nào trên thế giới. Để thấy sự tương phản giữa hai quan niệm về tự do tôn giáo, xin trình bày trong hai phần như sau. Phần thứ nhất là các nước trên thế giới thi hành tự do tôn giáo như thế nào. Và phần thứ hai, Kitô La Mã ở Việt Nam hành xử tự do tôn giáo như thế nào. Và chúng ta sẽ thấy hai cái mức độ nó hoàn toàn trái ngược, và hai cái kiểu hành xử lên tiếng về tự do tôn giáo rất là khác biệt. Và chúng tôi đưa đến cái phần thứ ba là kết luận. Thì đầu tiên là chúng tôi phân tích các nước trên thế giới thực thi cái tự do tôn giáo của họ như thế nào. Này nha, chúng ta sẽ thấy những cái cuộc phản đối khi giáo hoàng của Vatican, của La Mã đến thăm viếng các nước. Thí dụ như ngày 4 tháng 5 năm 2001, giáo hoàng không được chào đón tới Hy Lạp. Vào lúc hoàng hôn của triều đại giáo hoàng của mình hôm nay, Đức Giáo hoàng Phaolô II, tức là John Phaolô II đó, bắt tay vào một trong những sứ mệnh đầy tham vọng và gây tranh cãi nhất trong sự nghiệp nổi tiếng của mình, tiến vào trung tâm của chính thống giáo, đó là ở Hy Lạp và tháng sau là ở Ukraine. Nếu dự án của Vatican nhằm mục đích đặt nền móng cho việc vượt qua cuộc ly giáo lớn đã chia rẽ công giáo và chính thống giáo cách đây gần 1.000 năm, thì tác động của chuyến đi của giáo hoàng có vẻ như sẽ gây chia rẽ hơn là đoàn kết. Chuyến thăm Hy Lạp, mặc dù đã được sự đồng ý của hệ thống phân cấp nhà thờ chính thống Hy Lạp, nhưng đã làm dấy lên làn sóng giận dữ và nghi ngờ trong giới giáo sĩ Hy Lạp, với việc các linh mục chính thống giáo tố cáo giáo hoàng là kẻ dị giáo, là sứ giả của ma quỷ và là một con quái vật. Đấy, đó là những cái tiếng mà họ tặng cho ông giáo hoàng ở La Mã, Vatican đấy. Rồi tháng 8 năm 2004, giáo hoàng lại không được chào đón ở Nga. Mong muốn của vị giáo hoàng già về chuyến thăm lịch sử tới Nga là một phần trong nỗ lực của ông nhằm thúc đẩy sự đoàn kết Kitô giáo lớn hơn một thiên niên kỷ sau khi Kitô giáo chia thành các nhánh phía Đông và phía Tây. Nhưng các nhà lãnh đạo chính thống giáo Nga
phản đối mạnh mẽ chuyến thăm, cáo buộc giáo hội công giáo tìm kiếm những người cải đạo ở những vùng đất theo truyền thống chính thống giáo. Tức là họ rất là sợ khi cái đạo công giáo đi cải đạo, họ bị vì họ có rất là nhiều thủ đoạn để mà cải đạo người ta. Rồi năm 2010, tháng 9, ngày 3 tháng 9, giáo hoàng lại không được chào đón ở Scotland. Thay mặt giáo hội, trưởng lão tự do Ulster và các giáo đoàn ở Scotland, chúng tôi muốn bày tỏ sự thất vọng và bất đồng về việc giáo hoàng Benedict XVI được phép có chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Anh. Các sự kiện gần đây đã tiết lộ sự che đậy đáng trách của hệ thống cấp bậc Kitô La Mã về việc các linh mục lạm dụng trẻ em vô tội một cách hệ thống. Tuy nhiên, điều cực kỳ xúc phạm là Joseph Ratzinger, tức là giáo hoàng Benedict XVI, thường được phong là Đức Thánh Cha, là giáo hoàng tối cao và là đại diện của Chúa Kitô. Những cái danh hiệu như vậy thì trái ngược với Kinh Thánh, là kiêu ngạo và giả tạo, và trong lịch sử đã bị các nhà thờ Tin Lành coi là bán bổ vì chúng chiếm đoạt những danh hiệu thuộc về Chúa và Đấng Cứu Thế duy nhất của chúng ta. Chúng ta đây là của tất cả những cộng đồng thờ Chúa Giêsu. Hơn nữa, thời điểm chuyến thăm của ông ấy thật là trớ trêu và thiếu tế nhị. Năm nay, tức là năm 2010, đánh dấu kỷ niệm 400 năm cuộc cải cách Tin Lành ở Scotland. Khi mà vào tháng 8 năm 1560, thì Quốc hội Scotland lúc đó tuyên bố thoát khỏi sự thống trị của giáo hoàng. Chúng tôi tự hỏi chính phủ đã đưa ra những kế hoạch gì để kỷ niệm cuộc cải cách ở Scotland và những phước lành mà nó đã mang lại cho quốc gia chúng ta. Rồi 2018, tháng 8, dân chúng ở Ái Nhĩ Lan chào đón ông giáo hoàng Francis với những biểu ngữ lên án, nào là giáo hoàng dẫn đầu đường dây ấu dâm lớn nhất lịch sử loài người. Đây là như cái báo người ta chụp đây. Pope in Ireland decries abuse cover up myths with victims. Ông muốn đi gặp những cái nạn nhân nhưng mà người ta không có tin. Đấy. Giáo hoàng ở Ireland lên án việc che đậy lạm dụng gặp gỡ nạn nhân, tuy nhiên dân chúng không tin vào lời ông nói. Báo The Guardian đăng. Chuyến thăm đụng độ và chạy trốn, người biểu tình ở Ireland từ chối lời cầu xin ân xá của giáo hoàng Francis. Cuộc biểu tình đi đến một trại tị nạn Magdalene trước đây do giáo hội công giáo điều hành ở Dublin như một phần của các cuộc biểu tình chống lạm dụng tình dục của các giáo sĩ. Chuyến thăm 2 ngày của giáo hoàng được bao phủ bởi sự tức giận, đau đớn và thách thức trước sự lạm dụng tình dục và tàn ác của các giáo sĩ. Của tờ báo The Guardian. Rồi tháng 7 năm 2021, mới có năm ngoái đây, hàng chục nhà thờ Kitô giáo ở Canada bị đốt, và phản ứng của thủ tướng là hững hờ với những cái chuyện đó. Tức là ông không có nóng lòng gì cả. Đây là để có cái tấm hình nhà thờ bị sơn xịt màu đỏ như máu ở trước cái cửa. Vào cuối tháng 6 cùng năm, tức là năm 2021, 4 nhà thờ Công giáo và 1 nhà thờ Anh giáo đã bị thiêu rụi. Đây là những nhà thờ đầu tiên bị phóng hỏa hoặc phá hoại để bắt đầu một mùa hè mạo phạm như vậy. Những cái đám cháy đáng ngờ sau đó đã bùng phát trên khắp đất nước Canada. Tổng cộng ít nhất là 56 nhà thờ đã bị phóng hỏa hoặc bị phá hoại. Theo True North Center, tức là tờ báo này, tổ chức này đang lập bản đồ các cuộc tấn công vào các nhà thờ mà quý vị sẽ thấy trong cái hình sắp tới đây. Tệ hơn nữa, sau hàng chục vụ việc xảy ra trên 7 tỉnh và vùng lãnh thổ khác nhau, mới chỉ có một vụ bắt giữ. Cái ông
Aaron Woodrick của Viện McDonald Laurier hỏi: "Tôi có nhầm không hay là năm nay có nhiều người bị bắt ở Canada vì đi nhà thờ để thờ phượng hơn là kẻ đốt nhà thờ?" Tức là ông ấy nói là có nhiều cái người mà bị bắt á, là những cái người đi nhà thờ, còn cái người mà đốt nhà thờ thì lại không có bị bắt. Ngày 23 tháng 8 năm 2021, 68 nhà thờ đã bị phá hoại hoặc bị đốt cháy kể từ khi các trường nội trú ở Kamloops, BC, ở bên Canada đấy, thông báo về việc các mộ không tên của hàng ngàn trẻ em bị khám phá. Đáp lại những thông báo này, những kẻ cực đoan, cực tả đã lợi dụng cơ hội này như một cái cớ để khủng bố các cộng đồng Công giáo và Cơ đốc giáo khác bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà thờ. Thì đến đây chúng ta thấy rõ đó, cái phản ứng của người ta giận dữ đối với các nhà thờ Công giáo, và những kẻ đó thì lại chính phủ không lờ đi, không có bắt bớ họ. 25 nhà thờ trên khắp đất nước Canada này đã rực sáng trong 2 tháng qua. Nhiều nhà thờ đã bị phá hủy hoàn toàn. Thì trở lại cái bản đồ mà lúc nãy chúng ta nói đó, là danh sách các nhà thờ đã được nhắm mục tiêu bởi những kẻ phá hoại. Cái này là ở trên Canada, chỉ có ở trên Canada thôi đấy, cái bản đồ này nè. Từ đông cho chí tây nè. Nhất là ở bên tây nè, ở bên miền này nè, là vì cái miền này á, là có cái trường nội trú Kamloops mà người ta khám phá ra các ngôi mộ không tên của mấy trẻ em đó. Cho nên là cái sự phản đối nó dữ dằn lắm. Rồi tháng 6 năm 2022, tức là mới năm nay, thì các cuộc tấn công vào các nhà thờ Công giáo ở Hoa Kỳ, bây giờ hết, hồi nãy là hết Canada, bây giờ sang Hoa Kỳ nhé, có ít nhất là 172 sự cố đã xảy ra trên 38 tiểu bang và cả Washington DC từ tháng 5 năm 2020 đến nay, tức là 3 năm. Các sự cố bao gồm đốt phá nè, tượng thì bị chặt đầu nè, tay chân thì bị cắt nè, đập nát và sơn nè, bia mộ thì bị bôi chữ thập ngoặc, và ngôn ngữ chống Kitô giáo và cờ Mỹ bên cạnh bị đốt cháy, đập phá và phá hoại. Cái bên Mỹ này á, là do cái việc mà dân dân da đen bị đàn áp, do cái biến cố gần nhất là cái ông cảnh sát da trắng, ông ghè cổ của một người da đen cho đến chết. Thì ở đây là chúng tôi để một cái phụ bản để mà cho quý vị thấy sơ sơ là cái danh sách mà 172 cái chuyện đốt phá hoại nhà thờ Công giáo ở khắp 38 cái tiểu bang ở trên đất Hoa Kỳ, thì chúng tôi là không thể nào mà dịch cho hết, thành ra chỉ lấy một vài cái để dịch sơ sơ cho quý vị thấy là họ liền cái mỏ lết ném ngoài cửa cái dinh tổng giám mục đấy, rồi bàn ghế trong nhà thờ bị phá hoại bao gồm hư hỏng cái đền tạm và phòng rửa tội, những cái chữ tục tiểu được viết trên bàn thờ và thánh thể bị xúc phạm. Rồi ngày 17 tháng 10 là lửa bắt đầu bên trong nhà thờ, tức là họ đốt từ bên trong nhà thờ gây hư hại kính màu và các thánh giá, các đài của thánh giá. Rồi tháng 9 tây tháng 10 thì nhà thờ bị phá hoại với thông điệp ủng hộ phá thai. Họ có nhiều lý do để họ chống nhà thờ lắm. Ngày 5 tháng 10, một người đàn ông dùng kiếm tấn công nhân viên phục vụ bàn thờ, ném thiết bị gây cháy nổ vào tòa nhà. Rồi như tháng 9 2022 nữa, thì bên ngoài phòng khám y tế chống phá thai của Công giáo được trang trí bằng các thông điệp và hình ảnh ma quỷ, rồi thông điệp chính trị và biểu tượng Sa tăng phun sơn bên ngoài, rồi vẽ bậy trong văn phòng trung tâm mục vụ của nhà thờ. Rồi hồi tháng 8 thì tượng Đức Mẹ Fatima bị đánh cắp. Rồi ngày 19 thì tượng và lều ngoài nhà thờ và nhà kho bị phá hoại. Rồi ngày 11 với 15 tháng 8 thì tượng Thánh Anthony bị chặt đầu và hư hại, băng ghế và cái xung quanh cái cửa sổ đó.
Đây là cái danh sách mà chúng tôi không có tài nào mà dịch hết 3 năm rồi, hiểu không? 172 vụ phá hoại các nhà thờ. Đấy. Chính quyền bất lực. Đấy, quý vị nào ở Việt Nam đòi tự do tôn giáo như thế này thì sang đây là hoàn toàn được hưởng tự do tôn giáo, tha hồ ném giận lên các nhà thờ và bảo đảm quý vị được bảo vệ bằng tự do tôn giáo nha. Đấy. Đấy, tôi không hiểu tại sao cái cơ quan gì USCIRF không có liệt kê cái những 172 vụ này ở Hoa Kỳ và lên án tự do tôn giáo bị xâm phạm. Tôi rất là ngạc nhiên. Ở đây, đấy, quý vị thấy không? Có cái vụ nào như thế này xảy ra bên Việt Nam không? Gây ra bởi một cái người không có theo đạo Công giáo La Mã hay không? Ở đây ví dụ như là tại nghĩa trang trong khuôn viên của một trường cao đẳng Công giáo dành cho các linh mục từng giảng dạy dạy trường mà đã qua đời đó, người ta trong cái bãi tha ma đó thì có người đã bôi xấu các bia mộ bằng cái chữ thập ngoặc là cái biểu hiệu của phát xít đó, và những ngôn ngữ chống Công giáo đó, rồi đốt một số lá cờ bên Mỹ, ở bên cạnh cờ Mỹ, bên cạnh các ngôi mộ, và hành hung một nhân viên bảo vệ của trường đại học nữa. Rồi bên ngoài nhà thờ bị hư hại trong nhiều đêm, bao gồm cánh cổng bị đập phá, vẽ bậy với những thông điệp như là Chúa đã chết và không có Chúa, và các cửa sổ bị đập vỡ. Đấy. Quý vị có thấy là tự do tôn giáo bị xâm hại ở Mỹ hay không? Kinh hoàng luôn. Có ai lên tiếng không? Cái cơ quan gì đó USCIRF đó có vào đây là nước Mỹ đây này, cứu cứu tự do tôn giáo bị chà đạp đây này, bên ngoài nhà thờ bị vẽ bậy với hàng chữ truy tố cảnh sát giết người, rồi ném đá làm vỡ cửa sổ nhà xứ, rồi bên ngoài nhà thờ bị hư hại bao gồm cả ném đá vỡ cửa sổ đấy. Rồi có người đột nhập vào nhà thờ và đổ chất lỏng dễ cháy xuống băng ghế, châm lửa đốt làm hư hỏng băng ghế và sàn nhà. Rồi bục giảng, bệ thờ và tượng bị hư hại. Đấy. Nếu quý vị cho rằng cái chuyện này không phải là tự do tôn giáo thì ở Việt Nam chả có cái chỗ nào mà gọi là xâm phạm tự do, vi phạm tự do tôn giáo cả nhé. Bây giờ quay về Việt Nam. Chúng tôi cho vào phần thứ hai, còn Kitô, những người ở Kitô La Mã Việt Nam hành xử tự do tôn giáo như thế nào đây? Ngày 15 tháng 8 năm 2008, giáo xứ Thái Hà huy động hàng trăm giáo dân sử dụng phương tiện, nhiều phương tiện đập đổ 8 mét tường rào khu đất của công ty cổ phần Mai Chiến Thắng, lát gỗ cốp pha tạo lối đi, đưa thêm hai bức tượng Đức Mẹ và Thánh Giá treo tùm lum, rồi tổ chức nhiều thanh niên giáo dân túc trực sẵn sàng cản trở nếu mà các lực lượng của các ngành chức năng thực thi nhiệm vụ. Đấy, quý vị thực thi cái tự do tôn giáo như thế này hay sao? Thật là ngược đời. Cái này là quý vị hà hiếp chính quyền. Tự do tôn giáo cái gì, vi phạm cái gì? Đấy, cũng tại đây một số giáo dân còn dựng một lều bạt và di chuyển 3 xe ô tô đến đổ tại khuôn viên đất của công ty Mai Chiến Thắng, chuẩn bị các trụ sắt lớn để dựng nhà khung sắt.